Ok, lô chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ triệu hồi một con quái vật, đó chính là con Megaphone. Ok, mình sẽ triệu hồi hai con vật Megaphone và Megahorn nha các bạn nhé. Một con, ok các bạn, đây là con Megaphone nha các bạn. Đây là như kiểu là con mẹ đẻ của Sudden Head, con vật quỷ đầu loa ấy. Và tiếp theo, holy shit các bạn. Wow, lô 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 lô, đây là con quái vật, what the hell các bạn. Và trường là cái mồm của nó này. Bây giờ mình sẽ đâm đầu vào trong cái mồm này của nó để xem là ui các bạn ơi, cái mồm này của nó có tận ba mồm các bạn ạ. Hai cái mồm nhỏ, một cái mồm nhỏ đây này, một cái mồm nhỏ ở trong này, và một cái quả hàm răng ở ngoài. Ui, cái quả loại này nó mà đớp thôi thì nghe họ luôn các bạn ạ. Cái loại này nó, nhưng mà chính giữa của nó có một cái vì sao hay là một cái gì nó ánh sáng ủ lì xịt các bạn. Đây là con quỷ đầu anten các bạn ạ. Đây này các bạn ơi. Cái này nó giống như kiểu là các bạn biết không? Trên những cái tòa nhà cao tầng ấy thì là nó hay có những cái kiểu cái bóng đèn đấy các bạn ạ. Thì đây là con quỷ đầu, nó có thể là gọi là kết hợp phù lì xịt các bạn. Ở đây nó còn có cả răng này các bạn này. Cái bộ hàm của nó đúng là con vãi trường ha. Đúng là mẹ đẻ với cả bố đẻ của quỷ đầu loa rồi anh em ơi. Nhưng mà ấy, các bạn ạ, cái con quỷ này, con này là con Megaphone. Nhưng mà cái bụng của nó giống như kiểu cái bụng bầu các bạn ạ. Thì mình nghĩ là kiểu như cái con này nó là con mẹ đẻ các bạn ạ. Đây. Đây là Megaphone này, nó con mẹ đẻ các bạn nhé. Còn đây là khi nó bố đẻ của Sudden Head các bạn ạ. Ok các bạn, mình nghĩ đây sẽ là cái bố đẻ của Sudden Head rồi, bởi vì ở trên này nó giống như kiểu cái vệ tinh ấy các bạn ạ. Đấy, nó anten ấy, nó kiểu giống, rất giống vệ tinh luôn. Thì là chắc chắn là mình nghĩ là khoảng 90% đây là bố đẻ của Sudden Head. Đấy, bố đẻ của Sudden Head nha, và đây là mẹ đẻ của Sudden Head. Ok các bạn, thì là bây giờ mình sẽ cho hai con này tỉn nhau xem là con nào sẽ giành chiến thắng nhất nhé. Ok, bố đẻ với cả mẹ đẻ Sudden Head sẽ tỉn nhau, bạn thấy chưa? Nó hét ra kinh không? Mình sẽ fake tune nó để cho hai con này tỉn nhau nha các bạn. Ok, bắt đầu. Yeah, đánh nhau rồi anh em ơi. Hai con quái vật ghê vãi trưởng ạ. Một con bên phải là bố đẻ Sudden Head, lì shit. Một con bên trái là mẹ đẻ Sudden Head. Con mẹ đẻ nó vừa tung ra một cái chiêu thức như kiểu dùng loa để phát âm thanh cực kỳ lớn. Nó đẩy lùi con quái vật Megahorn. Lì shit các bạn. Như vậy là chạy rồi. What the hell các bạn? Megahorn có vẻ khá đau các bạn ạ. Holy shit các bạn. Mẹ đẻ Sudden Head với cái bụng bầu. Chắc chắn là ở trong bụng của nó đang chứa là Sudden Head các bạn ạ. Mình biết rồi các bạn ơi. Holy shit. What the hell? Oh my god. Các bạn thấy chưa các bạn ơi? Đúng là mẹ đẻ Sudden Head rồi anh em ơi. Vai trưởng ạ. Nó vừa tung ra một loạt Sudden Head luôn. Vai ạ. Mình nhìn thấy Sudden Head Bắc này, Sudden Head IC này, Sudden Head Wood này. Bắt cả đái luôn. Các bạn thấy chưa? Ôi lộ, holy shit các bạn. Như vậy là mẹ đẻ của Sudden Head cuối cùng là toang các bạn nhé. Như vậy là trước khi nó bị hy sinh, nó bị con Megahorn này nó tiêu diệt ấy, thì là nó đã kịp đẻ trứng các bạn nhé. Nó đã kịp đẻ ra Sudden Head các bạn ạ. Thật là vi diệu luôn. Nó đã kịp đẻ ra Sudden Head. Nhưng mà rất tiếc ấy, là cái con Megahorn này nó là con bố đẻ của Sudden Head. Nó quá là mạnh luôn. Vai trưởng là lì xịt các bạn, con này ghê vai cơ đái. Lì xịt. Ôi rồi. Vai trưởng hả bạn? Các bạn có để ý không? Nó vừa luôn ra cục thịt các bạn ạ. Vai trưởng ạ. Mình tin chắc rằng đấy là cái cơ thể của Sudden Head. Tức là nó vừa nuốt cái bọn Sudden Head này, bọn Sudden Head con này ấy, thì bây giờ nó nuốt xong rồi nó đào thải ra các bạn ạ. Nó lại lôn lên các bạn nhá. Vai cả trưởng à, ok. Bây giờ nhá, mình sẽ kiểm tra info của cái con quái vật Megahorn này nhá. Pew! Ok, 108.000 máu cơ mà. Nó còn 81.000 máu, ok, nó vãi trưởng à. Ok các bạn, thì nói nhá. Bây giờ thì mình sẽ triệu hồi con của Sudden Head nhá. À quên, con của Megaphone nhá, đó chính là Sudden Head. Đây rồi. Đây. Hóa ra là Sudden Head là con của Megaphone các bạn ạ. Bây giờ mình biết được vãi trưởng ạ. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ triệu hồi nhá. Triệu hồi nha. Ok, Sudden Blood này, Sudden Duck này, Sudden Head Game này, IC này, Sudden này, Wood này nhé. Yeah. Vài trưởng con Sudden nó chạy đâu kìa. Con Sudden như kiểu sợ hay sao ấy các bạn ạ. Ok các bạn, thì là mình sẽ triệu hồi thêm Duck Sudden Head nhá. Ok nhé. Yeah. Để chỉ huy đội quân Sudden Head này tấn công lại con Sudden Head bố bạn nhé. Đây. Con này mình gọi nó là con Sudden Head bố, cha đẻ của Sudden Head. Holy shit các bạn. Ok, bắt đầu nha. Fake tune đi.
Fake tool. Yeah, yeah, ok, yeah. Yo, 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 ok. Chuẩn bị chuyển nhau đi anh em ơi. Bắt đầu nha, boom, 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 yeah. Holy shit các bạn. Lo bê con Sarasarao lên là ăn thịt các bạn ơi. Holy shit, nó này kinh quá à luôn à anh em ơi. Nó đớp rồi, xong một lúc nữa bắt đầu nó mới nhả ra một cái cục thịt các bạn ơi. Cái cục thịt đấy nó chính là xác của con Sarasarao. Ghê vãi à. Con này là con quỷ đầu đàn rồi. Bây giờ mình sẽ phải info nó để xem nhá. Để xem nó to như máu nha. Ok các bạn, nó còn 94.000 máu bạn ơi. Ghê vãi à. Quá là ghê luôn anh em ơi. Con này kinh khủng quá các bạn ơi. Nó chỉ bị nhả thịt ra cái gì kìa. Holy shit. Holy shit các bạn. Cục thịt biết di chuyển và nó biến mất. Ok. Quá là kinh tởm luôn. Ok các bạn. Bây giờ mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử nha. Tiêu diệt con quái vật này nha các bạn. Ok. Thì là bây giờ mình sẽ sử dụng cái khẩu tên lửa nha. Mình sẽ tỉn cái con Megahorn này để xem là cái quả tên lửa nha. Quả tên lửa của mình có thể tiêu diệt được con đầu đàn này hay không bạn nhá. What the hell các bạn. Hôm nay mình tìm được một con quái vật có thể nói là vãi cái trưởng luôn. Mình chưa bao giờ biết cái con quái vật này nó là con gì luôn các bạn ạ. Bạn tin được không? Ghê vãi đái các bạn. Ok bây giờ mình holy shit. Rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng tên lửa mình tấn công nó để xem nó có bị tiêu diệt hay không. Yeah. Ok, mình sẽ sử dụng tên lửa này nha. Bắt đầu chưa anh em? Mình sẽ tiêu diệt con Megahorn này. Quá là tởm luôn các bạn. Ok, ok. Yeah, tên lửa nha. Pew, 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 pew. Wow, 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 wow. Boom. Pew. Holy shit. Pew. Oh my god. Các bạn thấy không? Tên nó vãi trưởng luôn các bạn. Mình cho nó một loạt tên lửa đất tối không và không đồ đất nhưng mà nó vẫn không chết các bạn ạ. Holy shit các bạn. Nó chỉ tốn ít máu các bạn. Bây giờ mình sẽ xử lý nó bằng quả tên lửa tiếp theo nha. Ok các bạn, thì lần này mình sẽ sử dụng quả tên lửa khác nha. Đây, 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 yeah. Pew, 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 pew. Oh, yeah, ok. Ok, nó bị dính đạn kìa anh em. Boom, pew. Đấy, nó không chết các bạn. Không chết nha, ok. Trong cái trường hợp mà nó vẫn chưa chết này ấy, nó quá là khỏe rồi đúng không anh em? Thế thì bây giờ mình phải xử lý nó thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ triệu hồi à. Mình sẽ triệu hồi một con Godzilla nha các bạn. Và lần này không phải là Godzilla 1998 nữa. Đó à. Nó đi đâu đây? Ghê vậy ạ. Dung chuyển mặt đất luôn. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ triệu hồi à. Triệu hồi một con Godzilla 2021 nha các bạn. Đó chính là con Godzilla mà cái cuộc đại chiến với cả công các bạn. Nhưng mà là xem phim các bạn biết. Ok các bạn chuẩn bị đi. Các bạn chuẩn bị đi. Mình triệu hồi ngay. Yeah. Hai con đang lườm nhau. Hai con đấy hả? Hai con đang lườm nhau các bạn nhé. Holy shit. Tỉn đi. Tỉn đi chứ. Holy shit các bạn. Đây là con Godzilla nha các bạn. To vãi hàng luôn. Ok đến đi. Yo. Yo. Nó đang phun. Nó phun lửa. Ủa rồi. Ủa rồi. Ủa nó điên rồi anh em ơi. Chết rồi, mày chết rồi. Con Megahorn đi rồi anh em, chuẩn bị rồi anh em. Holy shit. Woo. Oh my god các bạn. Quay cả đái luôn, à quên bắt cả trường. Holy shit các bạn. Nó tiêu diệt con Megahorn rồi anh em ơi. Vãi trưởng ạ, à. Ok các bạn thì nói hả à. Trong cái trường hợp này thì mình sẽ sử dụng một con, đó chính là con Megaphone nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục triệu hồi Megaphone để tiêu diệt con quái vật Godzilla nha các bạn. Holy shit các bạn. Con Megahorn đã gọi là bay màu luôn các bạn ơi. Bay màu luôn chỉ trong một phút mốt thôi. Vãi trưởng hạ, Godzilla vẫn là đẳng cấp nha các bạn. Godzilla vẫn là đẳng cấp nha các bạn. Ok bây giờ mình sẽ kiểm tra info của con Godzilla này xem nhá. Holy shit các bạn, nó có 2.145.000 máu cơ mà. Đỡ làm sao được nó. Ok, khỏe luôn. Được anh em. Tiếp theo mình sẽ triệu hồi tập đoàn Megahorn với cả Megaphone. Tức là mình sẽ triệu hồi cả Sarasarao luôn. Cả bố lẫn con, cả con lẫn mẹ. Nói chung là cả gia đình luôn các bạn nhá. Cả gia đình luôn, rất nhiều luôn các bạn nhìn này. Ấy, what the hell bạn. Chiến đấu với cả Godzilla nha các bạn. Pew, yeah. Pew. Đấy, bạn thấy không?
Ok, chuẩn bị đi anh em. Bao vây Godzilla luôn nha các bạn. Ok, dạ. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi thêm một số những con Sadhead. Ví dụ mình sẽ triệu hồi Sadhead Loman đi. Nha. Piu. Piu. Đấy, thấy không? Piu. Yeah, ok. Tiếp theo là Dark Sadhead nhá. Rồi ok, để xem là con Godzilla này nó có trụ được không anh em. Rồi, ok, mình nghĩ là khá là ok rồi đấy. Bây giờ triệu hồi thêm Sadhead Blood nữa. Yeah. Ok, bao vây con Godzilla luôn, ok. Bắt đầu nha. Anh em ơi, sẵn sàng chưa? Fake tool nó phát nhỉ? Fake tool nhá anh em nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy cái camera này. Ok, chạy cái đã anh em ạ. Cái gì cái là cứ phải chạy cái đã để bảo toàn tính mạng. Sau đó mới quay trở lại để cho anh em xem. Ok các bạn, sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nhá. Holy shit. Oh my god. Nó tiêu diệt hết sàn hết luôn rồi. Holy shit các bạn. Megaphone, tấn công đi. Megahorn, xử lý nó đi, mem nó đi. Holy shit. Trời ơi, bọn này đánh nhau rồi. Trời ơi, mem nó đi. Ui dồi, một quật bay cả trường à. Ghê. Mem đi chứ. Mem đi chứ. Ôi, vai trưởng à, bao giờ bạn thấy không? Godzilla xuất hiện phát bọn này sợ té đái luôn các bạn. Holy shit. Cái âm thanh phát ra kìa, choáng hết. Ủa, nó đẻ rồi. Megaphone đẻ rồi anh em ơi. Megaphone đẻ ra quái vật đồng loa rồi anh em. Đây này anh em, quỷ đồng loa đã xuất hiện rồi này. Megaphone đẻ ra quái vật đồng loa, what the hell, đi luôn anh em. Ok, đi rồi anh em ạ. Nó không tấn công được Godzilla vãi trưởng là ok. Holy shit các bạn, toát mồ hôi luôn các bạn. Toát mồ hôi luôn các bạn nhé. Như vậy là con Megaphone, Megahorn với cả tập đoàn của Sadhead, quỷ đầu loa SCP 6.9 cuối cùng đã bị Godzilla tiêu diệt các bạn nhé. Như vậy là Godzilla vẫn đang khỏe các bạn ạ. Ok các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem clip này và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau. Nếu bạn các bạn có những cái gọi là có những cái ý tưởng nào thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem và những bạn nào mà kiểu như là comment đầu tiên ấy thì mình sẽ cho các bạn lên TV nhá. Ok, các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn nút cả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin video của mình. Ok, bye bye, yêu tất cả các bạn, bye bye.